nó ngon thật. Ăn cái cảm giác nó rất chứ làm là anh ơi, một combo 18-10 đã lúc 7 giờ. Ok. Ôi trời, ngon thế. Lấy cho anh chén rượu em ơi, lấy cho anh Hùng chén rượu đây. Có rượu đi. Có rượu đi. Quá này không to. Đồ ăn nhỉ, rồi, đây. Em cốc đi nhá. Cảm giác nào Hùng ơi? Ngon anh ạ, tuyệt vời. Con cá tuyệt vời. Không có gì nói hơn được nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ làm cái món gỏi cá nhảy ở tại cửa hàng Quán Hào Hứa. Đây là các loại cá, đây cá diếc đúng không? Diếc với cá gì ạ? Diếc đúng không? Tôi đang sơ chế cái nước chấm của cá. Đây là gia vị. Trong này gồm những gì em nhỉ? Ớt, hoa chuối này, rau thơm các loại. Đây là nước măng chua để trộn với nước chấm của cá nhảy. Trong cái món nước chấm của cá nhảy không thể thiếu được món cá nướng, nướng phải băm nhỏ ra để cho vào trộn với nước chấm. Đúng ra nhịp. Đừng có cắn người thôi, cho cả con vào nhảy. Nhìn thì cắn kinh. Cắn quá. Dạ. Sống đây còn là tubi cái gì? Không phải chứ tubi cái gì là dã rồi trực tiếp. Món ngon này nhưng không biết là dây ra nó ăn không? Sống đây còn đây này. Đây là bồi cá. Cá sau khi băm nhỏ đã cho vào trộn với nước chấm của cá nhảy. Chúng tôi đã cho măng chua vào. Có không vịt vào đó. Lấy cái thìa thử em ơi, lấy cái thìa đó, lấy cái thìa này thử đi. Đúng cái màu của nó rồi đấy. Đúng màu chưa? Anh xem nào. Vào xem nào. Còn đây lại chim nhiều quá nhỉ. Cuốn hành đi. Thử không? Không. Món nào? Để cá đi. Trong một thời gian làm việc, bây giờ chúng tôi đã có đủ nước chấm và cá. Mấy cái bát đây em này. Lấy bát ra đây. Món gỏi cá quay nha. Bát kia này. Hùng ăn vào thử xem nào. Hùng cho vào thả mấy con cá vào xem nào. Ăn như chưa có rượu à? Chưa có rượu. Bát này nó đẹp này. Ôi, đúng nó đấy. Hay rồi đấy. Mỗi miếng là. Thôi. Đúng rồi, nhảy đấy. Phải chấp nhận em ơi. Ban đi. Đấy, con nó ngon lên đấy. Ui. Bắn vào mắt rồi. Đây là anh Hùng nha. Anh Hùng cá chép hôm nay anh sẽ thưởng thức món này trước này. Mời mọi người đi. Cá sống. Đừng nôn nhá. Mày điên à? Ngon đâu mày. Anh này em hiểu kiểu về tình cảm đấy. Ngon đấy. Cá này là ngon đấy. Ngon không? Ngon à. Được phải không? Cá hơi to nhưng mà ngon đấy. Cá nhỏ đấy. Anh có ăn anh bảo anh có cảm giác nó vị tanh kia được không? Hay là thơm ngon? Ngon tuyệt vời. Tuyệt vời rồi.
bắt đầu là anh. Ôi giời ơi, này quá. Đây anh là anh Hiển, anh kẻ là người xuất thứ hai này. Biết chưa? Mọi người vào xem nào. Đấy anh đây cả. Vào đây. Dùng tay thì được. Dùng tay được mà. Em thấy người ta ăn cá này dùng tay à? Tay không được. Cá đi nhắm mắt vào. Phê luôn. Được đấy. Ngon. Ăn đi. Ngon không? Cho con này cá nhỏ đây anh chiến cho. Được không? Được không? Ngon. 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 Bây giờ là anh. Ôi con cá đây. Em hơi to, hơi to. Cá hơi to quá. Nhé con phân một tay tí nữa đi. Cố lên. Con nhảy ra ngoài nhá. Cá mấy đuôi này. Ăn đi. Ôi trời ơi. Nhắm mắt cậu. Nhắm mắt cậu. Ôi trời ơi. Được đấy. Nhảy. Được đấy. Ăn để cảm nhận. Mới đầu nó hơi ghê là đậu cả mắm. Hôm nay sẽ ăn cá phía. Trời ơi, con ngon không? Mấy điểm? 10 điểm. Ừ. Bao nhiêu? Nào em chỉ anh món này nhé. Mời tất cả mọi người nha. Tối bây giờ ăn món này bao giờ luôn? Chỉ được xem trên YouTube này thì được ăn. Giờ quay trong mồm. Bằng cái chia sẻ đấy cho mọi người xem. Mọi người nhà mọi người nhìn cá sống nha. Còn đang bơi này. Ngon phết đấy, không ạ? Ủa. Đang bơi này. Em hết cá, em bây giờ đang gì? Đông đâu rồi? Anh em đang chén lên chén anh ơi. Đang chén này. Rượu đây, rượu chén rượu đây. Cho chén rượu đi. Đây. Rượu chén rượu. Cái đâu rồi? Đi hôm qua rồi. Tao hướng hôm qua rồi. Ra gì đấy? Sao? Ngon. Chấm rượu ra đi, uống rượu đi, uống cả nước nó vào này. Ngân cho nó con bé nhỏ đó, con nhỏ đó. Cái củ ở trên tay bắt này ăn con này không? Nhưng mà hơi cay, con đấy, cay thế nên ngon không? Củ à? Cái nước mắt nó mồ hôi. Ông nó phải cay. Chúc anh em tối nay đi tiền thắng nhá. Nhưng phải nói là nhìn thì nó nhảy thấy thật nhưng mà ăn ngon. Lúc đấy tôi định ăn cái món cái cá này và định cắt đôi ra để cho nó nhỏ đi nhưng mà nhìn con cá chết là ăn khô cảm xúc à. Nó phải nhảy. Ăn vô phải nhảy. Đẹp cơ. Cho nước vào đi. Ôi giời. Kẹt nó nhảy đi. Bắn tung tuyết đi. Vào đây, vào đây, vào đây. Đấy, không phải thế. Ui, ui. Nó ngon thật. Ngon như ăn cái cảm giác nó rất chứ là anh ơi, một combo cá 10 đã lúc 7 giờ. Ok. Ơi giời ngon thế.
Lấy cho anh chén rượu em ơi, lấy cho anh Hùng chén rượu đây. Có rượu đi. Có rượu luôn. Cá này không to, cá này so đây là nhỏ. Nhưng mà nó hơi gắt ớt một tí. Ăn ớt cay thì mới ngon. Nhìn như biết ngon. Ok anh quên nhá. Vô ăn nhá. Vô. Đây đây đây. Đây đây. Em cốc đi nhá. Cảm giác nào Hùng ơi? Ngon anh ạ. Tuyệt vời. Ăn mấy con rồi đấy. Cho anh nồng lo. Cá tuyệt vời, không có gì nói hơn nữa.